đừng có làm khác người nha. Chị thấy em nhiều cái khác người rồi đó. Trang để ấy gì Trang? Em vướng như vậy, nếu mà người bên kia xông hơi thì sao mà em vướng được hả? Đau em? Dạ có. Chịu đựng được chứ, đúng không? Dạ. Tâm có chị xe gì vậy Tâm? Không. Họ hướng dẫn sương sương kìa.
Chị đúng rồi đó. Nhìn qua chưa? Chưa thấy đúng không?